Thế mới 6 giờ bán. Ông ơi, xoài này bán sao vậy ông? À, cái này 45 ngàn một cân. Ủa, ba, sao ba lại ở đây? Cô, xoài tôi bán rẻ rồi, cô đừng trả giá mà là hỏi càng như vậy, cô lộn rồi. Ba đừng có giả vờ nữa. Đây là ông chủ của con, ông chủ rất tốt với con. Ba ngày đi nhiều rồi đó. Dạ ông đừng có lo, vì hoàn cảnh gia đình ấy, thì người khác xem Quỳnh không ra gì cả. Nhưng tất cả đồng nghiệp ấy, thì đều rất là yêu thương cô ấy. Dạ, sếp Linh à, con tôi nó có sơ sót gì, mong sếp cũng bỏ qua cho. Sao ba đến mà ba không báo cho con biết? Con xa ba hơn nửa năm. Ba nhớ con, ba không gặp, muốn gặp con sợ. Con mất mặt với bạn bè, nên ba đi lên trên này, ba kiếm gì mua bán. Thứ nhất là kiếm được tiền, thứ hai là được gặp con mỗi ngày. Ba ạ. Giờ cháu mua hết toàn bộ những thứ này của ông. Ông có thể giúp cháu đưa cái này đến công ty được không ạ? Ngoài ra thì ở bên công ty của cháu đang thiếu một cái nhân công, và ngày mai thì ông có thể đến ở công ty cháu để làm việc. Và hai cha con của ông thì có thể ở bên nhau rồi. Quỳnh, em đặt nhà hàng để tối nay anh mời tất cả mọi người, chúng ta mời bố của em ăn cơm nhé. Dạ, cảm ơn anh ạ.